lên quanh 500 triệu đồng. Đến với kỳ lân luxury, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, chiếc đồng hồ 126331 với hai phần mix với nhau, đó chính là phần thép đặc biệt, thép không gỉ chính hãng của hãng Rolex và phần vàng hồng nguyên khối, vàng hồng AU750, vàng hồng Rogol chính hãng của hãng với phiên bản mặt đeo Choco. Kỳ lân xin phép được ráp vào tay của mình để cho quý khách xem video hình dung được là chiếc đồng hồ này lên trên chính tay của mình sẽ như thế nào. Hiện tại đây là chiếc đồng hồ new full mắt dây nên là tay Kỳ Lân ở mức vừa nên đeo hơi rộng, và tất cả những chiếc đồng hồ thường sẽ làm rộng hơn để cho chúng ta thử vào cái tay của mình vừa tới đâu mình sẽ cắt mắt dây đến đó. Wow, da tay của Kỳ Lân thì mức độ cũng trắng nên là đeo chiếc đồng hồ này cũng rất là đẹp. Từ độ lỉnh ở bên hông, từ độ bầu của vành và từng hộp kim cương u nu u nằng và từng cháo kim cương rất chuẩn mực, tinh tế. Mỗi viên kim cương được giữ bởi 4 cháo và đúng chức năng của từng cháu. Để mà xem kỹ nhất, chuẩn nhất thì Kỳ Lân xin phép để vào máy phóng đại để cho quý khách hình dung được là cái vành khía này đẹp như thế nào. Đây, từng viên kim cương rất là u nu u nằng, đúng theo tiêu chí của hãng, và mỗi cháu kim rất là nhỏ nhưng rất là chắc chắn, bởi vì đây, vành khía này được làm ra từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại, vàng nguyên khối với công nghệ nén vàng không bọt không xốp, cũng như là tỷ lệ chia ổ cháo hột cực kỳ tinh tế bởi máy móc chuyên nghiệp và kỹ thuật chuyên môn của thợ nhận hột Kỳ Lân Luxury. Thấy từng hột kim cương, từng cháo, từng khoảng cách và hột là những hột tuyển chọn nên là độ sạch, độ bắt lửa và độ chiếu sáng và độ trong, độ sạch rất là chọn lựa.